Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đáng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đáng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đáng chánh biên tri. Buddha hằng saram gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana we chamani sikha padang samma diya mi đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. A brahmacharya về ramani sikha padang samma diya mi đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musawada we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayama chappama dathana we ramani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jayama chappama dathana we chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikara phu jana we ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapojana we chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita vadita visu kadasana mala ganthade bhatha tharana mandana vifu usanathana we ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa dita visu kadasana mala gan tawi le panatha chana man dana vifu sanathana we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca siyana maha siyana về ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhapanyatang upposathang imang charatin imang chajivasang sammadeva afirakittum sammadhiyami chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasika badani ubosi valase na iman jaratan iman jideva sang sa tukang katawa apama dena sama rakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Amavante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena su ga tan yan ti, silena phu ga sam ba da, silena nipu tan yan ti, tasma silang viso tha ye,
Người giữ giới hạn được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bà tu sắp bằng măng lăng ra khẩn tu sắp bê đê quan ta sắp bằng bùa đà nữ phá quê nê sà đà sò thị phong quanh tu tê. Bà quá tu sắp bằng măng lăng ra khẩn tu sắp bê đê quan ta sắp bằng hàm ma nữ phá quê nê sà đà sò thị phong quanh tu tê. Bà quá tu sắp bằng măng lăng ra khẩn tu sắp bê đê quan ta sắp bằng thăng kha nữ phá quê nê sà đà sò thị phong quanh tu tê. Tất cả anh phố ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tân, con thành kính đảnh lễ Đại đức Tuệ Tri cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý sư. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Ban Thoát, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng bài 63 tiểu kinh Malunkiya Chula Malunkiya Sutta. Phân đoạn 301 đến 303 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Văn đệ tử Phật. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Không phải những gì chúng ta thắc mắc, những điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến hóa ở trong Phật pháp. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về cái nội dung giáo lý của Đức Phật, những điều mà chúng ta cần phải biết và những gì mà chúng ta không cần phải biết. Trong bài kinh ngày hôm nay, ở tỳ khu Malunkaya, đã đi đến bạch hỏi Đức Phật về những cái câu hỏi rất cổ điển thuộc về thần học và là môn giáo. Đức Phật đã không trả lời và Ngài đã đưa lên những cái thí dụ, một hình ảnh về một người bị mù tên bằng trúng, minh họa rất cụ thể về những gì mà chúng ta cần phải giải quyết ngay trong hiện tại, chứ không phải ngồi đó và suy nghĩ viễn vông hay là triết lý đủ điều. Những cái thứ triết lý của chúng ta, những cái thắc mắc của chúng ta, nó chỉ lẩn quẩn và làm cho chúng ta mất thời gian mà không có lợi ích. Và Đức Phật Ngài đã khẳng định điều mà Ngài trả lời đó là khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt hành lộ. Và ý nghĩa của bài kinh này chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình hôm nay, sẽ giảng giải. Bây giờ thì sư xin mời cô Phương Lan, trước khi thỉnh giảng sư đọc cho bài học, xin mời cô. Nam mô Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sĩ. Và con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 63 tiểu kinh Malunkaya, Chula Malunkaya Sutta, phân đoạn 301 đến 303 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 63 tiểu kinh Malunkaya, Chula Malunkaya Sutta, phân đoạn 301 đến 303. Tên bài kinh lấy từ tên một tỳ kheo, người đã đến gặp Đức Thế Tôn với những câu hỏi không liên hệ đến mục đích giác ngộ giải thoát của giáo pháp. Tỳ kheo Malunkaya Putta có nói:
thắc mắc to lớn về những điều được xem là câu hỏi điển của thần học Ấn Độ thời cổ đại. Vị này đến gặp Đức Phật để xin câu trả lời. Đức Thế Tôn đã dạy như lời khiển trách vì những câu hỏi ấy không có giá trị thực tiễn để cho mục đích giải thoát. Rồi Ngài nhấn mạnh những gì được giảng dạy. Malunkiya viết đầy đủ là Malukiya Putta hay Malunkiya Putta, con của bà Malukiya, là con của một viên chức quan thuế của xứ Kosala, là người ưa chuộng thần học từ thời niên thiếu xuất gia theo ngoại giáo, rồi sau đó tu theo Phật giáo. Vị này thời trẻ thường bận tâm với những vấn đề triết lý siêu hình, đến khi tuổi già mới nghĩ đến sự tu tập bản thân, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền, vị này được gọi là Mãn Đồng Tử, có tánh cách khá lý thú, đối lập với kinh điển Pali, thì vì thường nêu lên những câu xiển minh giáo lý đại thừa. 301. Sự khao khát tri thức. Vị này thắc mắc về những điều vốn là những câu hỏi cổ điển trong thần học Ấn Độ. Có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Với những nghi vấn trên, vị này nhất quyết đến gặp Đức Phật với ý định mạnh mẽ. Ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Kinh văn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Chetawana tại tỉnh Xá Amana Thapindika cấp cô độc. Rồi Tôn giả Malunkiya Putta trong khi đọc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau. Có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này là thân và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới này là thường còn, thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Rồi Tôn giả Malunkiya Putta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Malunkiya Putta bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi đọc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như sau. Có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, vân vân như trên.
Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, vân vân. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô thường, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời. Ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là hữu biên. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là vô biên. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời, ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này là và thân này là một, Thế Tôn hãy trả lời cho con, sinh mạng này và thân này là một. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là khác, Thế Tôn hãy trả lời cho con, sinh mạng này và thân này là khác. Nếu Thế Tôn không biết sinh mạng này và thân này là một hay sinh mạng này và thân này là khác, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời. Ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời. Ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lời. Ta không biết, ta không thấy. Đức Phật thuyết pháp không phải vì muốn có đệ tử. Trước hết, Ngài đặt lại vấn đề. Kinh văn, này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, ta nào có nói với ông, này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta sẽ trả lời cho ông, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thưa không bạch Thế Tôn. Hay ông có nói với ta như sau, bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn. Nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thưa không bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, ta không có nói với ông, này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta và ta sẽ trả lời cho ông, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, và ông cũng không nói với ta, bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn. Nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, sự tình là như vậy. Thời này kẻ ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Rồi bậc đạo sư nêu lên thí dụ, này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Ma-luân-ký-giá Bút-tá, ví như một mũi tên, một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày, bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ đến săn sóc người, nhưng người ấy lại nói, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng hoàng tộc hay bà la môn hay buôn bán hay người làm công. Người ấy có thể nói như sau,
Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì. Người ấy có thể nói như tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi da đen, da sẫm hay da vàng. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa được biết. Tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa được biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa được biết được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo hay cây lao, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ cây có nhựa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại cây lao hay cây lao khác. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kênh, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một con loại két. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn ba Chris Kittang bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa. Người ấy có thể nói như sau: tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như đầu sào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm gai. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, ai nói như sau: ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thời này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường còn. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, dầu cho có quan điểm thế giới là thường còn, hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô thường, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là hữu biên. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô biên. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, dầu cho có quan điểm thế giới là hữu biên, hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô biên, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này là và thân này là một. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là khác. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là một, hay dầu cho có quan điểm sinh mạng này và thân này là khác, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Này Ma Luân Ký Giá Bút Tá, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay dầu cho có quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại.
Này Malunkiya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào quan điểm Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Malunkiya, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Malunkiya Buddha, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay dầu cho có quan điểm Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi khổ, ưu não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Do vậy, này Malunkiya Buddha, hãy thọ trì và không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì ta có trả lời. Và này Malunkiya Buddha, điều gì ta không trả lời, thế giới là thường còn. Này Malunkiya Buddha, là điều ta không trả lời, thế giới là vô thường. Là điều ta không trả lời, thế giới là hữu biên. Là điều ta không trả lời, thế giới là vô biên. Là điều ta không trả lời, sinh mạng này là và thân này là một. Là điều ta không trả lời, sinh mạng này và thân này là khác. Là điều ta không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Là điều ta không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Là điều ta không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Là điều ta không trả lời, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Là điều ta không trả lời. 303. Mục đích chân thực của giáo pháp. Đức Phật cũng nhấn mạnh là đời sống phạm hạnh không tùy thuộc ở sự thỏa mãn khao khát tri thức, và Ngài giải thích tại sao. Kinh văn: và này Malunkiya Buddha, vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Malunkiya Buddha, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh, điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Và này Malunkiya, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Và này Malunkiya, là điều ta trả lời, đây là khổ tập. Là điều ta trả lời, đây là khổ diệt. Là điều ta trả lời, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Là điều ta trả lời. Và này Malunkiya Buddha, vì sao điều ấy ta trả lời? Này Malunkiya Buddha, vì điều ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản phạm hạnh, điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, vì vậy điều ấy ta trả lời. Do vậy, này Malunkiya Buddha, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều ta có trả lời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Malunkiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddha giá. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn cô Phong Lan đọc cái bài học hôm nay. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học cái bài kinh Malunkiya Buddha. Cái tên của bài kinh là dựa vào một cái nhân vật mà tên là Malunkiya. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng qua cái bài kinh này đó thì nhân vật Malunkiya
Malonyikaya Buddha đó là một trong những cái người mà xuất gia ở trong Phật giáo, trở thành một cái vị tu sĩ tỳ kheo trong Phật giáo, nhưng mà lại là khởi lên một cái suy nghĩ hay là cái thắc mắc, mà cái những cái thắc mắc đó là những cái câu hỏi dường như là câu hỏi cổ điển đối với lại cái triết lý thần học của Ấn Độ thời bây giờ. Và điều đó đó cũng là một cái suy nghĩ, cái suy nghĩ cũng như là cái thắc mắc hầu như của những người phần đông là như vậy. Tức là ở đây đó là chúng ta thấy rằng có nhiều cái tôn giáo cũng như là có nhiều cái triết lý, có những cái triết lý tự đưa ra những cái thắc mắc, rồi tự giải thích về những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó, thứ nhất á, là nó ngoài cái sự hiểu biết của chính mình. Cái thứ hai nữa đó là với cái sự suy nghĩ đó, đó để mà mình giải thích á, thì nó cũng chẳng có lợi ích gì cái mục đích cho cái mục đích tu tập giải thoát. Chính vì vậy đó là Malonyikaya Buddha đó là một cái vị mà xuất gia ở trong Phật giáo này, mặc dù là trước đó thì cũng là những cái vị mà xuất thân từ Bà La Môn. Thì khi mà có những cái suy nghĩ với giờ là những cái câu hỏi đặt ra về những cái sự thắc mắc đó, mà chúng ta thấy rằng có nhiều người ngày nay đó là nhiều khi mình nói những cái điều gì đó nó cao xa lắm. Cao xa là sao? Cao xa là ở chỗ là những điều mà mình không thể giới tới được, hay là những điều mà vượt qua khỏi cái phạm vi hiểu biết của mình để rồi mình nói những điều đó là những điều cao xa, những điều cao siêu. Thì cái thế giới vô hình hay là cái thế giới siêu nhiên đó, đó là người ta thường luôn luôn đặt ra. Và ở đây đó là khi mà Malonyikaya Buddha đó có một cái suy nghĩ rằng là cái thế giới này nó có thường tồn hay là không thường tồn, thường còn hay là không thường còn. Đó là một trong những cái suy nghĩ. Thì khi mà mình nói lên cái thế giới thì đâu phải là chỉ có cái hành tinh của chúng ta là cái quả địa cầu của chúng ta đâu. Còn biết bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái thái dương hệ. Thì khi mà mình nói như vậy đó là cái thế giới này nó có tường tồn hay là không tường tồn. Đó là một cái câu hỏi để đặt ra. Cái thứ hai nữa là cái thế giới này nó vô biên hay là không, nó hữu biên hay là nó vô biên. Có nghĩa là nó ngần mé, nó có biên giới, nó có tầng cùng của nó, hay là nó không có cái sự tầng cùng của nó, không có biên giới của nó. Đây là cũng một cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi á, ngay cả cái việc mà lúc mà khoa học chưa có phát triển thì người ta cứ nghĩ rằng cái gì đó nó ở trong cái quả địa cầu của mình thôi. Ngày trưa người ta còn bày ra là cái việc mà cho rằng có cái quan niệm là trời tròn đất vuông, vân vân. Cái thế giới này thì quý vị biết là hành tinh của chúng ta, cái quả địa cầu của chúng ta cũng chỉ là một trong những cái hành tinh nho nhỏ trong cả biết bao nhiêu trong cái vũ trụ thế giới, và bao nhiêu cái thái dương hệ, bao nhiêu mặt trời, mặt trăng nó cùng tồn tại như vậy. Cho nên là nếu mà nói là vô biên hay là hữu biên ấy, đó cũng là một cái câu hỏi và cái thắc mắc mà Malunya đã có một cái thắc mắc như vậy. Mà Malunya cũng là một cái người đại diện cho những cái thắc mắc mà hầu như là xưa nay thường là người ta đưa ra những cái triết lý này hoặc là triết lý nọ để người ta thấy giải thích về cái thế giới siêu nhiên. Siêu nhiên tức là vượt qua ngoài cái tầm khả năng của mình. Rồi khi mà đó giải thích á,
thì nhiều khi giải thích đúng, có nhiều khi giải thích sai, và có nhiều khi giải thích càng nó không có đúng ở trong cái sự thật của nó là như vậy. Cho nên là nó trở thành một cái gì đó mà nó vượt ra khỏi cái sự hiểu biết của cái người đó. Rồi bây giờ nói rằng cái sinh mạng này và thân này đó là một hay là khác? Chúng ta biết rằng nói đến cái sinh mạng thì có nghĩa là thân của chúng ta nó có hai cái thành phần thể chất và tinh thần, hay nói là tâm thức và sắc pháp. Tâm thức và sắc pháp thì cái đó nó là một hay là hai cũng là một cái suy nghĩ nữa. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là chúng ta nếu mà nói trong Phật giáo đó, là chúng ta tồn tại, chúng sanh tồn tại ở dưới dạng năm quẩn, dưới dạng năm quẩn tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tước quẩn. Cho nên nếu mà tách lìa nó ra nói là một hay là hai thì cũng không thể nào nói được. Và vì vậy cho nên là nó là cái sự gom tụ, quần tụ, gom tụ lại giữa thể chất và tinh thần, hay nói là một cách khác á, tức là sự có mặt của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nên là được gọi là một cái sự chúng sanh đó. Rồi có một cái người lại suy nghĩ rằng là có những cái sự suy nghĩ đó là không biết Như Lai, tức là Đức Phật á, là có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Điều này đó chúng ta thấy rằng có những cái triết lý hay là những cái tôn giáo người ta cũng thường thường giải thích những điều đó. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng nếu mà để giải thích về cái sự luân hồi, cái sự tái sanh hay hoặc là cái sự diễn tiếp của đời sống đó, của mỗi con người đó, của mỗi con người thì Phật giáo Tây Tạng là một trong những cái Phật giáo mà mình được biết đó là cái sự giải thích đó. Tức là người ta sẽ, Phật giáo Tây Tạng sẽ giải thích rằng ở cái đời sống của những vị lạc ma tái sanh đi, tái sinh lại, rồi người ta thường có sự giải thích sau khi chết ra làm sao, rồi tái sanh ra làm sao á, thì điều đó đều là sự giải thích thôi, chứ không thể nào nói rằng đó điều đó là xác thực là như vậy. Cho nên ở đây nói là Như Lai tồn tại hay không tồn tại, có nghĩa là nói Đức Phật của chúng ta đó là có thể tồn tại, có mặt ở một cái thế giới nào đó, hay là hoàn toàn tiêu mất đi, thì điều này cũng không có thể nói là giải thích. Thì cái thắc mắc này đó là thắc mắc của Maluṇkīya Buddha là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Maluṇkīya Buddha mới nói rằng là nếu mà Đức Phật giải thích cho cái điều này đó, thì có nghĩa là ông sẽ sống cái đời sống phạm hạnh này, sống cái đời sống phạm hạnh này ở trong giáo pháp này. Còn nếu mà Đức Phật không giải thích cho cái điều này đó, thì có lẽ là ông sẽ rời bỏ đời sống phạm hạnh ở trong giáo pháp này. Hoặc là ông nói rằng Đức Phật biết được thì nên giải thích, còn không biết được thì không nên giải thích. Đó là điều mà ông thường nói. Thì Đức Phật mới nói rằng là ta có nói với người, với ông á, Như Lai có nói với ông á là nếu mà ông xuất gia trong đời sống phạm hạnh này đó, Như Lai sẽ giải thích cho ông về những điều đó hay không? Như Lai có nói như vậy hay không? Hay là ông là xuất gia? Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái những cái thắc mắc của Maluṇkīya Buddha đó, Maluṇkīya Buddha đó là những cái thắc mắc mà chúng ta thấy rằng xưa nay người ta thường xuyên có những cái sự thắc mắc đó. Nhưng mà ở đây đó, khi chúng ta hiểu về Phật pháp đó, thường là cái thế giới này đó, người ta giải thích về cái một đấng sáng tạo. Mà đấng sáng tạo là có một đấng sáng tạo chủ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Ấn Độ giáo người ta giải thích về ba vị thần lớn, ba vị thần chính là vị thần Brahma, tức là vị thần sáng tạo ra con người, sinh sản ra con người hay là chúng sinh, hay là vị thần Vishnu, hay là vị thần Shiva,
là vị thần nuôi dưỡng là bảo quý diệt. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng người ta còn có cái sự giải thích của Ấn Độ giáo đó, là mỗi con người là một tiểu ngã, sau khi mà chết mệnh chung á thì sẽ hòa nhập với đại ngã, tức là hòa nhập với cái đấng phạm thiên nào đó, một cái đấng sáng tạo nào đó, cũng là cái cách giải thích của người ta. Nhưng mà rồi đó thì thế giới này đó, theo Phật giáo, Đức Phật Ngài dạy về giáo lý duyên khởi, có nghĩa là từ vô thủy chúng sanh có mặt. Và sự có mặt đó, đó là do cái nguyên nhân, do nghiệp, do phiền não, cho nên là chúng sanh có một cái sự hiện hữu từ đời này sang tới đời khác. Nếu không có những cái yếu tố của nghiệp, không có những cái yếu tố của phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ, hay là nghiệp, tức là chúng ta tạo ra cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, vân vân. Thì nếu chúng ta không có những điều đó thì không thể nào có cái sự luân hồi mà chúng ta có sanh già bệnh chết là như vậy. Như vậy thì ở đây đó là theo Phật giáo thì Đức Phật giải thích là sở dĩ mà chúng sanh có mặt là do cái này có cho nên cái kia có, chứ không phải là do một đấng sáng tạo nào tạo ra người, hay hoặc là do một đấng sáng tạo nào đó trừng phạt con người khi con người làm tội lỗi, hay là không có một đấng sáng tạo nào đó thưởng con người khi con người làm ra những điều phúc đức thiện nghiệp, không. Mà ở đây đó là đều là do cái hành động, đều là do nghiệp, đều là do cái phiền não tạo ra, cho nên là chúng sanh có cái sự hiện hữu. Như vậy thì ở đây đó, một điều đó là khi nói đến cái thế giới, tức là thế giới mà nói về cái thế giới quan, tức là trong 31 cõi này đó, thì mỗi một cõi như vậy đó thì đều có cái sự hiện hữu của mỗi chúng sanh, và sự hiện hữu đó đó chính là do hạnh nghiệp của chúng sanh tạo ra, mà nó bắt nguồn từ ở nơi phiền não, tức là do tham ái, do vô minh, do chấp thủ, cho nên là chúng mình có cái sự hiện hữu đó, có sự hiện hữu đó. Như vậy thì khi mà Ma Luân Giá có những cái sự suy nghĩ, có những cái câu hỏi thắc mắc như vậy, thì Phật mới nói rằng khi mà ông xuất gia đó, Như Lai không có dạy, bảo rằng ông xuất gia thì Như Lai sẽ giải thích cho những điều đó. Và Ma Luân Giá còn nói một điều đó là nếu Đức Phật không giải thích thì có lẽ là ông phải từ bỏ cái đời sống phạm hạnh này. Thì như vậy thì ở đây đó là cái thắc mắc chung của Ma Luân Giá. Mà Ma Luân Giá có nghĩa là cái sự thắc mắc chung của nhân loại hay là của chúng sinh là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài có một cái điều đó là Ngài đưa ra cái sự ví dụ, một cái câu chuyện ví dụ. Bởi vì ví dụ như thế này, nếu như một người mà bị mắc mũi tên, bị một cái mũi tên mà ở nơi khác bắn đến á, trúng vào cái cơ thể, mà cái mũi tên đó nó có tẩm độc ở trong á, thì cái người đó đừng có nghĩ rằng là ai bắn mình, người đó cao hay là người đó thấp, người đó trắng hay là người đó đen, người đó đẹp hay là người đó xấu. Đừng có tìm hiểu những người đó ai bắn mình. Rồi không có nên tìm hiểu rằng là mũi tên làm bằng chất liệu gì, rồi thuốc độc, chất độc đó làm bằng chất độc gì, rồi bắn như thế nào đó, bắn bằng cung tên như thế nào đó. Thì những cái thắc mắc đó đó, khi mà mình muốn tìm hiểu những cái thắc mắc đó để rồi giải đáp những thắc mắc đó, thì mình mới rút cái mũi tên ra, thì có lẽ là mình đã chết trước khi mà mình tìm hiểu những điều đó. Có nghĩa là ở đây đó, chúng ta đang bị, theo Phật giáo thì Đức Phật Ngài dạy rằng là chúng sanh á, sở dĩ có sự hiện hữu, mà có sự hiện hữu đó là có sinh ra, và khi mà có sinh ra thì có già, bệnh, đau và chết.
Thì cái đó là cái điều mà tất nhiên. Như là ở trong kinh Phật dạy rằng các pháp hữu vi là vô thường là vậy. Hữu vi là vô thường. Cho nên cái gì mà nó có nhân duyên, có cái điều kiện, pháp nào do có nhân duyên, do có cái điều kiện tạo ra, thì pháp đó cũng sẽ là đi đến cái sự hủy diệt, đi đến cái sự hoại diệt. Pháp hữu vi là vậy. Cho nên là chúng ta có sanh ra đời thì chúng ta phải chịu sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết. Mà như trong Phật giáo, Đức Phật dạy là sở dĩ có pháp này cho nên là có pháp kia. Vì có vô minh cho nên có hành. Vì có hành cho nên là có thức. Vì có thức cho nên là có danh sắc. Là có lục nhập, xúc, thọ, ái, tổ, ủ. Sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, u não. Nó diễn ra ở trong đời sống. Cho nên nếu một người mà đang bị sanh già bệnh chết, đang đe dọa hay là đang đeo đuổi chúng ta, giống như cái ví dụ là giống như là một cái sợ ở cái thành ngữ mà ở ngoài đời, ở ông người xưa họ thường nói là chỉ mành treo chuông, có nghĩa là sợi chỉ nó rất là mong manh mà nó treo một cái chiếc chuông rất là nặng. Thì không biết là nó sẽ đứt lúc nào, nó sẽ rụng cái chuông lúc nào, chúng ta cũng không hay. Và trong Phật giáo có cái hình ảnh ví dụ là một cái vật được treo một sợi chỉ và bốn cái con chuột nó gặm nhấm cái sợi chỉ đó, mà chúng ta thấy rồi, cái sợi chỉ nó đã mong manh rồi mà con chuột, bốn con chuột nó cứ gặm nhấm cái con gặm nhấm cái sợi chỉ đó thì không biết là nó đứt lúc nào. Bốn con chuột này đó là có thể chỉ cho đất, nước, lửa, gió, thân thể chất của chúng ta, rồi nó cũng sẽ bị đến lúc phải bị tan rã, có đến lúc chúng ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, chúng ta phải chết, đó là như vậy. Cho nên là ở đây khi mà nói rằng là mình đang bị cái sự sanh già bệnh chết luân hồi như vậy đó, thì chúng ta cái nhiệm vụ và cái điều thiết yếu của một cái người tu tập ở trong Phật giáo đó là phải nhận ra cái nguyên nhân đưa đến cái luân hồi này, chứ không phải là chúng ta sẽ đi tìm về cái thế giới này nó là vô biên hay là hữu biên, tức là nó có giới hạn, nó có biên giới, nó có ngần mé, nó có chừng mực hay là nó không có chừng mực. Chúng ta cũng không cần phải tìm những điều đó. Hay là thế giới này nó có thường còn hay là không thường còn. Thế giới này không thường còn. Chúng ta biết rằng cái quả địa cầu của chúng ta nó có thể trên 6 tỷ năm tồn tại như vậy. Cái thời gian dài như vậy. Nhưng mà có đến lúc nào đó thì cái quả địa cầu của chúng ta nó cũng phải là già nua rồi, nó có đến lúc nó cũng phải bị tan rã thôi, thì cái thế giới này đó thì chúng ta biết rằng chúng sanh sở dĩ có mặt ở trong các cái cảnh giới như vậy, các cái cõi như vậy đó là do hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, cho nên là chúng có mặt ở đó thời gian rồi cũng phải nói cách là để chết, rồi cũng phải chia lìa, là cũng phải ly tan. Điều đó là điều chắc thật là như vậy. Cho nên nếu mà nói là thế giới là hữu biên hay là tồn tại hay không tồn tại, rồi thể chất của chúng ta, thể xác của chúng, xác thân của chúng ta và sinh mạng của chúng ta là một hay là hai đó, chúng ta cũng không nên. Bởi vì sự tập hợp của thân của chúng ta đó là nó năm thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó nhóm hợp lại, nó có lại, nó quy tụ lại thì mới được gọi đó là ngũ uẩn, chứ không thể nói đó là một hay là hai, hay là nó là tồn tại hay là không tồn tại. Rồi ngay cả Đức Phật cũng vậy, có những cái sự thắc mắc hay là có những cái giáo thuyết người ta giải thích như thế này, giải thích như thế nọ, giải thích về sự có mặt hay là tồn tại như thế này thế nọ, thì đều là cái sự giải thích của những cái người
mà chúng tôi nói ở đây đó là cũng trong cái giới hạn của sự hiểu biết của chúng sanh phàm phục, hay hoặc là với những người mà có một khả năng nhất định, nhưng mà cái khả năng đó nó vẫn có giới hạn. Giống như là các cái vị mà chứng thiền đó, biết được tri thông từ quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thì cái tri thông đó đó nó cũng có giới hạn, chứ không phải là cái điều hiểu biết của một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật của chúng ta. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là một cái vị chánh đẳng giác, cho nên là Ngài hiểu được những cái sự vận hành của thế giới, sự có mặt của thế giới. Mà thế giới ở đây, khi mà mình nói cái thế giới quan, tức là chỉ cho 31 cõi. Và cái thế giới mà mình nói rằng liên quan đến năm quận, có nghĩa là chúng sanh có cái sự có mặt của sự hiện hữu của năm quận, cũng là cái sự thế giới, cũng là thế giới. Cho nên nói là không có mặt hay tồn tại hay không tồn tại là một, là hai. Như Lai tồn tại, có mặt, tồn tại hay là không tồn tại, thì cái điều đó, đó cũng là cái sự thật mặt. Nhưng mà chúng ta cũng không nên giải thích những điều đó. Mà cái việc trước mắt, cái việc thiết yếu của một cái người tu tập ở trong Phật giáo, đó là chúng ta nhận ra chính chúng ta đang bị sanh già bệnh chết đeo đuổi này. Cho nên là Đức Phật Ngài nói rằng như một người mà bị một mắt, một bị mũi tên độc vậy đó, chúng ta không nên tìm coi ai bắn mình, người đó mọc lùn trắng đen ra sao, đẹp xấu ra sao, bắn hướng nào, rồi mũi tên bắn bằng chất liệu gì, rồi thuốc độc gì, hay hoặc là cây cung bắn bằng cây cung gì đó, chúng ta không cần phải tìm hiểu điều đó. Bởi vì chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta tìm hiểu, tìm ra những cái điều mà chúng ta cần tìm. Cho nên là những cái gì mà nói về giải thích về cái thế giới quan, giải thích về con người, chúng sanh, rồi giải thích về Đức Phật, sự như tồn tại của Như Lai hay không tồn tại, thì những cái đó nó ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Và những điều đó khi chúng ta tìm hiểu, nó cũng chẳng có lợi ích gì cho cái mục đích chính là đời sống phạm hạnh tu tập. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà Ma Luân Ký Giá có những cái sự hoài nghi, có những câu hỏi thắc mắc về cái sự tồn tại hay không tồn tại của thế giới, hay là hữu biên hay là vô biên, sự có mặt của Đức Phật tồn tại hay không tồn tại sau khi viên tịch đó, thì cái điều đó không có cần thiết. Và Đức Phật á, chúng ta thấy rằng một điều đó là Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thuyết pháp độ đời, không phải là gì cũng muốn có đồ chúng đâu. Mà chúng tôi nhớ rằng có những cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài dạy rằng là những điều gì đó mà Như Lai giảng dạy đó, nếu mà các ông thấy rằng là những cái điều mà Như Lai giảng dạy, các ông mang ra so khánh với kinh, đối chiếu với lực, thực hành những cái điều đó, xem coi những điều mà chúng ta thực hành đã thật sự có mang lại cái sự an lạc cho chúng ta hay không, rồi các ông hãy tin những điều đó và thực hành theo những điều đó. Cho nên Đức Phật cho chúng ta có quyền có một cái trí để suy xét, có một cái sự chọn lựa. Và cái sự chọn lựa đó không phải chỉ có cái niềm tin không, mà chọn lựa đó còn dựa trên cái trí tuệ của một người này. Cho nên là đức tin thì phải đi đôi với cái trí tuệ, hay niềm tin thì phải đi đôi với trí tuệ, là như vậy. Cho nên Đức Phật còn nói rằng là Như Lai giáo hóa chúng sinh không có cái bàn tay nắm giữ. Có nghĩa là chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện trên cuộc đời này đó, thì Ngài thường nói rằng Như Lai ra đời đó vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho đa số, vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Điều đó ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật thường có những cái điều khẳng định như vậy. Cho nên là Ngài không có nghĩ rằng là Ngài phải có những cái người đệ tử, hay là đệ tử thật nhiều. Chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật ra đời, đương thời Đức Phật thì có những cái vị lục sư ngoại đạo
tức là sáu cái vị, có những vị mà cái tuổi đời cao hơn Đức Phật của chúng ta, tuổi đời cao hơn Đức Phật chúng ta. Họ là những cái vị giáo chủ, hay là những cái vị đứng đầu ở những cái giáo thuyết, và họ cũng mong rằng họ có những cái người đệ tử thật đông, thật nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài không có quan trọng tới vấn đề đó, mà Ngài luôn luôn mang lại cái sự lợi lạc cho rất là nhiều người. Bởi vì Ngài nói là Như Lai ra đời vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Một người đó mang lại cái sự lợi lạc cho đa số, cho phần đông, đó chính là Như Lai. Đó chính là Như Lai. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật không có nghĩ rằng là Ngài phải có đệ tử, người đó phải là đệ tử của Ngài, dưới sự hướng dẫn của Ngài là người đó phải phụ thuộc vào Ngài hoàn toàn. Không, mà Ngài chỉ là một vị đạo sư. Đức Phật Ngài nói vậy, tức là Ngài chỉ là một cái người chỉ đường, dắt lối cho chúng ta. Tức là Ngài biết rõ những điều đó, cho nên là Ngài dạy những điều đó để rồi chúng sanh biết rõ, nhận thức rõ, rồi giác ngộ, tu tập giác ngộ để được cái sự giải thoát. Đó là điều chính. Cho nên ở đây đó là khi mà một người đặt ra một cái câu hỏi hay là nhiều cái thắc mắc, cái suy nghĩ là thế giới này có tồn tại hay không tồn tại, sinh mạng này và thể chất này, thể xác này là một hay là hai, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại, thế giới này hữu biên hay là vô biên, về không gian ấy, là hữu biên hay là vô biên, về thời gian là tồn tại hay không tồn tại, hay là những điều này điều kia, thì những cái điều mà chúng ta thắc mắc đó giống như là những điều nó không có mang cái lợi ích chính, mục đích chính, đó là tu tập cái con đường giải thoát. Làm sao để giải thoát? Không có nghĩa là một người bị mắc mũi tên mà lại lây quay đi tìm coi ai bắn mình, bắn mũi tên bằng chất liệu gì, bắn ra sao đó. Thì e rằng cái thuốc độc đó nó sẽ tẩm vào người chúng ta chết trước khi chúng ta hiểu, tìm hiểu ra những cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu. Cho nên là nhiều khi đó chúng tôi thấy rằng là mình, đặc biệt là cái những cái điều gì mà chúng ta có thể giải thích được, trong Phật Pháp cũng vậy, giải thích được để hiểu thì cái điều đó rất là quan trọng. Còn nhiều khi mình nói những cái điều gì đó nó hết sức là cao siêu, mình cho rằng cao siêu, nhưng kỳ thật là những cái người khác họ nghe họ hiểu, thì sự thật ra đó nó cũng chẳng mang cái lợi ích gì. Chẳng mang lợi ích gì. Giống như chúng tôi nói là một cái bài pháp mà mình nói qua đó, mà người nghe đó, có thể một buổi nói chuyện hay là một bài pháp nói pháp qua đó mà người nghe có thể hiểu được, thì có nghĩa là có được cái sự lợi lạc rồi. Còn mình nói cho cao, nói cho sâu xa nhưng mà không ai hiểu gì hết, mà thường đó lại những người lại có cái thích mơ hồ. Mơ hồ là nói những gì cao siêu, những gì người khác không hiểu là mình nói cao rồi. Mình nói người ta có thể là nhận xét về mình là cái người mà có một cái sự đặc biệt, có một cái trí thâm sâu, có một cái sự hiểu biết uyên bác, vân vân. Nhưng mà sự thật ra thì nó không có lợi lạc gì ở cho những cái điều mà mình suy nghĩ. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài nói về những cái ví dụ về cái sự chết của con người và mạng sống của con người đang bị đe dọa, hay là đang bị giống như là đang bị đeo đuổi theo những cái sự sanh già bệnh chết, đặc biệt là luân hồi, đặc biệt là luân hồi. Cho nên nếu như mà bậc thánh giác ngộ về luân hồi, sợ sự khổ, thấy nguy hại của sự khổ luân hồi, mới nhàm chán ly tham, thì các ngài mới đạt được cái sự giải thoát. Còn nếu như mà một người phàm phu đó thì chưa có thể nhàm chán luân hồi, chưa có sợ luân hồi, chưa có ly tham được, thì có lẽ là còn luân hồi,
dẫn tiếp diễn như vậy. Thì cái mục đích chính ở trong đạo Phật đó, ở trong Phật pháp này đó, là làm sao để sống một cái đời sống phạm hạnh, sống một đời sống phạm hạnh, chứ không phải là chúng ta khao khát đi tìm những cái gì đó viễn vông xa xôi về cái thế giới, hay là về cái điều này điều kia. Không, Phật pháp là những gì mà chúng ta trực nhận ra chính ở nội thân của chúng ta, chính về chính thân năm quẩn của chúng ta. Giống như một người mà thực hành thiền quán cũng vậy, có nghĩa là một người có chánh niệm tỉnh giác để rồi trực nhận ra được những gì đang diễn biến ở trong tâm lý của mình, những gì đang diễn ra dựa trên bốn phạm trụ thân thọ tâm pháp, để khi nào đó rồi mình có thể là chánh niệm tỉnh giác để mà mình nhàm chán, để rồi mình ly tham, thì mới có thật sự là thoát khổ, thoát khổ. Và đó chính là cái mục đích chính của đời sống phạm hạnh, chứ không phải là để giải thích cho điều này điều kia. Cho nên có nhiều người họ nói rằng Phật giáo là một triết lý, thì cũng không hẳn đâu. Dạ, không phải là một triết một môn triết như là các cái môn triết của xã hội, cũng không phải là nhằm để thỏa mãn hết tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ, mà điều mà Đức Phật Ngài muốn gửi gắm, tức là muốn mọi chúng sanh thực hành để ly tham, để đạt được cái sự giải thoát và thực hành trọn vẹn cái đời sống phạm hạnh này. Chứ không phải là mình khoe với mọi người, khoe với cả thế giới, khoe với lại các cái giáo thuyết khác là mình là một triết lý cao siêu. Không phải, Phật cũng không giải thích những điều đó. Mà những gì mà chúng ta giải thích đó, thì có lẽ là nó cũng có giới hạn trong cái sự hiểu biết của mình, chứ không phải là vượt ra khỏi những cái gì bao la, hay chúng ta nói là Phật trí đâu. Không thể nào vượt qua khỏi những cái Phật trí. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng ở đây, Ngài mới nói rằng là này Ma Luân Giá, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản của phạm hạnh, điều này không đưa đến yểm ly, không đưa đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Thì điều này đó, chúng ta thấy rằng trong những cái cách mà Đức Phật Ngài, khi mà có một người hỏi Đức Phật, hỏi có những điều thì hỏi thì Đức Phật trả lời ngay. Thí dụ như cái nào là pháp thiện, cái nào là pháp bất thiện, pháp nào đưa đến thanh tịnh nội tâm, pháp nào đưa đến sự ô nhiễm nội tâm, Đức Phật giải thích cho chúng ta nghe. Rồi có những điều Đức Phật sẽ hỏi ngược lại người đó, và sau khi người đó trả lời được cái câu trả lời, câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi, đồng nghĩa là Đức Phật đã trả lời cho người đó biết. Rồi có những điều đó thì Đức Phật chỉ nín thinh thôi, không trả lời, như trường hợp này, như trường hợp này. Cho nên là ở đây có thể nói rằng không phải là Đức Phật không biết, mà để rồi trả lời cho vị tỳ kheo Ma Luân Kỳ Gia Bút Tá này. Không phải là Ngài không biết, nhưng mà trả lời những điều đó nó cũng chẳng có cái lợi ích mục đích chính cho đời sống phạm hạnh. Và Đức Phật Ngài dạy ở đây, này Ma Luân Giá Bút Tá, Ma Luân Kỳ Gia Bút Tá, điều gì ta trả lời? Đây là khổ. Này Ma Luân Giá Kỳ Gia Bút Tá, là điều ta trả lời. Đây là tập khổ, khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Như vậy thì chúng ta thấy xuyên suốt ở trong giáo lý của Đức Phật, từ khi Đức Phật mới có giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài chuyển pháp luân ở tại vườn Nai Isipatana, để rồi Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như về kinh, cái bài kinh chuyển pháp luân. Thì trong đó Ngài cũng nêu nổi bật về giáo lý tứ đế, giáo lý tứ đế.
Và trong kinh á, Trung Bộ có một đoạn thì Đức Phật Ngài mới hỏi, nói rằng Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều. Một là nêu lên sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì có nghĩa là nói đến hai sự sự thật đó đó, cũng có nghĩa là nói tứ đế. Hay là có một cái bài kinh cũng không trong kinh Trung Bộ á, thì trong cái bài kinh Dụ Dấu Chân Dôi á, thì Đức Phật Ngài nói là trong tất cả các cái loài chân ở trong muôn thú đó, trong muôn thú á, những cái loài chân của muôn thú á, thì đều bao gồm ở trong cái dấu chân dôi. Và ở trong tất cả các cái thiện pháp á, thì giáo lý là bao trùm tất cả các cái thiện pháp. Như vậy thì mình thấy rằng xuyên suốt ở trong lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là Đức Phật Ngài nói ở đây là khổ. Ngài nói sự khổ này đó, đó là sự thật. Đó là một sự thật. Không phải là nói đạo Phật là yểm ly, đạo Phật là tiêu cực, không. Mà sự thật đó, đó là dù dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, chúng sanh hiện hữu ở trong hoàn cảnh nào, mình nói ở cõi nhân loại của chúng ta sang hay là quyền thế địa vị như vua chúa đó, thì cũng có cái nỗi khổ. Rồi cho đến những cái người mà cùng đinh khất cái trong cuộc đời này, thấp nhất trong cuộc đời này, thì họ cũng có cái những cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ đó, cái nỗi khổ mà chúng ta thường thấy đó là sanh già bệnh chết. Như là trong kinh mô tả là cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, ghét mà gặp mặt nhau cũng là khổ, rồi sanh già bệnh chết cũng là khổ. Cái điều mà chúng ta sở dĩ mà chúng ta khổ đó là vì chúng ta luôn luôn khao khát có một cái gì đó nó tốt hơn, cho nên chính cái nguyên nhân đó làm cho chúng sanh phải khổ. Vì vậy cho nên cái khổ mà mình thấy cái trước mắt đó là sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, tóm lại là do chấp thủ năm quẩn. Tức là cái ái chấp ở trong sắc quẩn, cái ái chấp ở trong thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này. Và chính cái ái chấp đó, cái ngã chấp đó đó, nó tạo nên cái mối dây dưa, cái mối liên hệ, dây dưa kết nối trong đời sống luân hồi, khổ hoài là như vậy. Và nếu mà nói là khổ đó, thì đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên là nhiều khi đó là mình nói rằng mình mong muốn cái này, mình mong muốn cái nữa. Cái người mình để ý rằng mình thiếu cái gì thì mình mong muốn có cái đó. Và chính cái sự khao khát thiếu cái đó đó, mong muốn có những cái đó đó, cho nên nó làm cho mình phải phải khổ hoài, khổ hoài. Giống như là chính do tham ái cho nên là khiến cho mình hiện hữu ở trong các cái cảnh giới, các cái cõi. Nhưng mà ở trong hiện tại là do mình khao khát, mình mong muốn. Ví dụ như là mình thấy rằng là mình không có sức khỏe mà mình mong mình có sức khỏe. Hiện mình không có sức khỏe, mình mong muốn mình có sức khỏe. Cũng là cái sự khao khát. Rồi mình không có tiền tài thì mình mong muốn mình có tiền tài. Cũng là sự khao khát. Rồi mình không đẹp, mình mong muốn mình được đẹp. Thì cũng là một sự khao khát. Rồi mình không có địa vị thì mình cũng mong muốn mình có địa vị, và chính đó là sự khao khát, cho nên làm cho mình khổ vậy. Và quý vị thấy rằng là trước nhất là mình có cái thân này, từ khi chúng ta bắt đầu chào đời cho đến chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì cái sự khổ mà Đức Phật Ngài nêu đó, mình có tránh né nó, mình có lấy cái này để mà mình che đậy cái kia, để rồi mình khóa lấp nó đi, để không nhận ra cái khổ. Chúng tôi nhớ hồi xưa học ở trong quần pháp đó, họ nói mấy thầy ngại nhất là nói đến giáo lý tứ đế, giáo lý cái khổ của Phật giáo. Cái khổ này là sự thật, không phải là tiêu cực, không phải nói khổ để rồi là bị rơi vào cái tình trạng bế tắc không một lối thoát. Không phải. Chỉ nêu cái khổ đó là sự thật. Rồi Đức Phật Ngài nói là cái phương pháp để hành vượt ra cái khổ đó, đó là đạo đế đó. Đó là đạo đế đó.
Đó là phương pháp. Và ngài nói là cái khi mà mình, một khi mà mình dứt được cái phiền não không còn luân hồi nữa là diệt đế, dứt được phiền não không còn hiện hữu của ngũ uẩn, hay là không có cái sự có mặt của pháp vũ vi nữa, thì có lẽ là chúng ta dứt được khổ, dứt được khổ. Cho nên cái sự khổ đó là ở trong kinh nói đó là pháp mà mình cần phải biết, parinyaya thamma, có nghĩa là khổ. Và theo trong trong di diệu pháp đó, thì đó là 81 tâm hiệp thế. Thì từ 81 tâm hiệp thế ra, trừ những cái tâm siêu thế ra thôi, thì những cái tâm mà liên quan đến 81 tâm hiệp thế đó là 54 tâm dục giới, rồi 15 tâm sắc giới, hay là 12 tâm vô sắc giới, cộng tất cả là 81 tâm hiệp thế đó, nó đều là những cái pháp đối đãi tạo nên sự khổ, tạo nên sự khổ. Mà cái khổ là do chúng ta hiện hữu. Mà trước mắt chúng ta nói con người đó là do sanh già bệnh chết luân hồi, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, vân vân. Như vậy thì cái đó là cái khổ. Mà đối với bậc thánh thì thấy cái khổ để rồi nhàm chán. Còn chúng ta nhiều khi đó là giống như cái câu mà nói rằng khổ thì biết khổ, nhưng mà mê vẫn là mê. Bởi vì chúng ta còn, cái người phàm phu á thì còn vô minh, cho nên là cái những cái lúc khổ thì chúng ta cũng có thể là khởi lên một cái sự nhàm chán, nhàm chán trong cái suy nghĩ, cái trí tuệ của một người phàm phu. Nhưng mà rồi hết qua cái cơn hoạn nạn, hết cái cơn khổ đó, thì chúng ta lại lầm lũi trở lại, lầm lạc trở lại nữa. Cho nên là nó, cái khổ đó là phải biết, mình biết mình mới có thể là ly tham, mới nhàm chán được. Và cái tập đế tức là một sự thật, tức là bắt nguồn từ ở cái tham ái đó, bắt nguồn ở cái tham ái. Cho nên cái tham ái này nói gọn là, nói cho rõ đó là giống như là một cái gì đó khao khát, mong muốn để được tồn tại, để được có mặt. Khao khát để được, mong muốn tồn tại có mặt. Cho nên cái tập đế là ái tham, mà ở đâu có ái tham thì ở đó có hiện hữu và có cái sự khổ. Thì khi mà Phật, Đức Phật ngài nói rằng đó là một sự thật, bởi vì chính tham ái cho nên khiến cho chúng ta phải khổ, khổ cách này, khổ cách kia. Mà Phật dạy đó là khổ đế, tập đế là ái tham á, là cần phải bỏ, phải loại trừ, phải đoạn trừ. Bá ha tập ba tham má là pháp mà cần phải phải đoạn trừ. Nếu mà mình không đoạn trừ thì không thể nào dứt khổ. Phật giáo giải thích về thế giới luân hồi thì có nghĩa là giải thích về cái nguyên nhân đưa đến luân hồi, đưa đến khổ. Mà cái nguyên nhân đưa đến luân hồi đó là chính là tham ái, đó chính là vô minh. Cho nên nếu một người mà còn tham ái thì còn khổ. Và có tham ái còn diễn tiến ở chỗ nào, khía cạnh nào, không gian nào, thời gian nào, thì có lẽ là còn, chúng sanh còn hiện hữu, còn khổ ở đó. Cho nên là tập đế tức là tham ái, Phật dạy rằng là cần phải loại bỏ. Bởi vì một khi mà một người mà loại bỏ được tham ái thì luân hồi không thể diễn tiến nữa, không thể còn khổ nữa, không còn khổ nữa. Cho nên cái điều mà trước mắt Phật nói là giống như một người mà bị mắc mũi tên, bị mắc mũi tên, chúng ta bị sanh già bệnh chết, bị sự hiện khởi này. Cho nên là điều mà trước mắt là chúng ta phải rút cái mũi tên ra, rồi dùng thuốc thoa hay là thuốc uống để giải độc cái mũi tên nó đi, giải độc cái độc ở trong, do mũi tên nó đâm vào. Bởi vì cái mũi tên nó có ngâm chất độc ở trong, có tẩm chất độc ở trong. Cho nên là chất độc ở đây nói đến tham ái, nói đến phiền não. Thì cái người mà bị luân hồi như vậy, bị khổ như vậy, bị mũi tên như vậy, thì việc trước mắt là phải rút mũi tên ra, rồi trong uống ngoài thoa. Có nghĩa là thuốc ở bên ngoài đó thì thoa cái vết thương đó, chữa lành cái vết thương đó. Và trong thì uống để đẩy cái độc đó ra. Chứ còn để cái độc đó hoài đó thì có lẽ là còn phải chết nữa, sẽ chết.
thì cái chết là như vậy. Thì Đức Phật ngài nói là tập đế là pháp mà cần phải đoạn, đoạn trừ. Và Đức Phật cho chúng ta biết rằng có một cái khía cạnh đó là không còn khổ, tức là diệt đế. Diệt đế. Diệt đế ở đây đó là ám chỉ cho Niết Bàn, ám chỉ cho sự tịch tịnh, chấm dứt luân hồi sanh tử, ám chỉ cho cái sự không còn hiện hữu của năm uẩn và không có mặt của phiền não. Đó là Niết Bàn, sự tịch tịnh. Cho nên là ở trong các sự an lạc á, thì dù cái an lạc nào đi nữa, người ta hưởng dục thì người ta cũng có cái lạc, cái thích thú ở trong đó. Rồi một vị mà tu chứng thiền thì cũng có cái lạc, cái quan hỷ, cái thích thú ở trong cái thiền chứng của chính mình. Nhưng mà một người mà chứng hoàn toàn trở thành một bậc mà vô lậu giải thoát, không còn phiền não, thì cái an lạc đó là an lạc lớn. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng Nibbanang Paramang Sukhang, có nghĩa là an lạc, Niết Bàn là an lạc tối thượng. Bởi vì cái an lạc đó là cái an lạc chấm dứt tất cả các cái sự ràng buộc của phiền não, sự chấm dứt tất cả các cái tha mái phiền não, không còn nghiện hữu của năm uẩn nữa. Vì vậy cho nên là Phật dạy ở đây Niết Bàn là pháp mà cần phải đạt được, cần phải chứng đắc được Sacchikatappa Tamma, tức là pháp mà cần phải chứng đắc để thành tựu, thành tựu. Và để được thành tựu như vậy đó, thì một vị hành giả nên cố gắng thực hành cái đời sống phạm hạnh này, tức là thực hành con đường đạo đế. Đạo đế, mình nói đạo đế ở đây là nói bát chánh đạo, hay đạo đế đây đó là con đường phạm hạnh, giới, định và tuệ. Và trong Phật giáo giải thích trong cái sự mà một người tu tập ở trong Phật giáo cần phải trải qua, tức là muốn được giải thoát thì đạt được cái sự giải thoát phải thực hành cái con đời sống phạm hạnh này. Cho nên là cái quả vị mà một vị thánh nhân vô lậu giải thoát không phải là do ai ban, và cũng không phải là tìm ở đâu xa, mà tự mỗi một vị hành giả, mỗi một cá nhân tự nỗ lực lấy. Mà để nỗ lực giải thoát đó là thực hành cái đời sống phạm hạnh này. Đời sống phạm hạnh này tức là thực hành giới, thực hành tuệ, định, thực hành tuệ. Để rồi chi? Chính giới, định và tuệ đó là chất liệu, là phương pháp để gột sạch những cái phiền não bợn nhơ. Và khi mà gột sạch những phiền não bợn nhơ á, thì có nghĩa là không luân hồi nữa. Và Đức Phật dạy đạo đế là pháp cần phải tu tập. Pha quê tắp ba thâm mát, có nghĩa là pháp cần phải trau dồi, cần phải nỗ lực thực hành, tu tập, thì vị hành giả mới có thể đạt được. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy rằng trong Tam Tạng Kinh Điển, Đức Phật dạy những gì? Tức là những gì chúng ta thực hành, trong đó là ác pháp cần phải loại bỏ, thiện pháp cần phải thực hành, là cần phải giữ cái tâm của mình được thanh tịnh, để rồi mở mang cái trí tuệ, thấy được vô thường, khổ, vô ngã, để chứng đắc vô lậu giải thoát. Chứ không phải là mình đi tìm ở những cái xung quanh của chúng ta, về cái thế giới hữu biên hay là vô biên, Đức Phật có tồn tại hay không tồn tại, giữa tính mạng và thể xác của chúng ta là một hay là hai, chúng ta không cần phải tìm những điều đó. Giống như là Maluṇyaka Bút Tá này lại có một cái suy nghĩ cũng như cái sự hoài nghi, sự thắc mắc như vậy, mong Đức Phật giải đáp rồi mới là tu theo trong cái đời sống phạm hạnh này. Còn nếu không, Đức Phật không giải đáp, không giải thích cho những điều đó, thì có lẽ là ông bỏ cái đời sống tu tập này, Thì ở đây đó, nói một điều đó là đạo Phật hay là giáo pháp Đức Phật là mang lại cái sự thanh lọc phiền não,
mang lại cái sự an lạc giải thoát khi một người đạt được thanh lọc được phiền não, đạt được cái sự giải thoát, chứ không phải là nhằm để thỏa mãn, giải thích sự thỏa mãn tò mò về cái thế giới xung quanh của chúng ta, về những điều này điều kia, về Đức Phật tồn tại hay không tồn tại, hay là thế giới hữu biên hay là vô biên, hay là thế giới như thế này thế nọ, thì Đức Phật không có, Đạo Phật không phải giải thích những điều đó, mà nhìn lại chính mình để rồi điểm chính, tức là làm sao để gột bỏ được phiền não. Mà để gột bỏ được phiền não là ngộ, giác ngộ được giáo lý tứ đế. Mà khổ đế là pháp cần phải biết. Giống như trong kinh nói rằng đối với các bậc thánh, các ngài thấy được sự khổ đồng nghĩa là các ngài thấy được nguyên nhân đưa đến khổ. Rồi các ngài thấy được là cái sự chấm dứt khổ, đó là sự tịch tịnh của Niết Bàn. Thì các ngài thực hành thấy được cái sự thực hành của mình về cái con đường đạo đế, thấy được cái con đường đạo đế là một phương pháp để mà làm cho gột sạch, dứt sạch những cái phiền não để đạt được cái sự giải thoát. Cho nên Ma Luân Giác Cáp Bút Tá là một cái người có những cái sự thắc mắc, hoài nghi về những điều đó mà chúng ta thấy xưa nay đối với cái triết lý của Ấn Độ giáo, và hiện nay đó là những điều đó nó cũng đang diễn ra. Tức là những cái thắc mắc đó là những cái thắc mắc chung mà người ta thường là đem cách này hoặc là phương pháp nọ để giải thích cho cái sự điều mà chúng ta thắc mắc hoài nghi. Mà trong khi những điều thắc mắc hoài nghi đó nó không thật sự mang lại cái sự lợi ích cho chính mình, đó là thực hành cái con đường đời sống phạm hạnh này, điều mà chính đáng chúng ta thấy rõ, biết rõ về những sự thật, đó là khổ, đó là tập, đó là diệt, đó là đạo, hay nói cách khác sự có mặt của sự khổ, hay là nguyên nhân dẫn đến khổ, rồi cái sự chấm dứt khổ, và cái con đường hay là phương pháp đưa đến chấm dứt khổ, đó là sự thật mà Đức Phật ngài khẳng định rằng là Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều, nêu lên sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, có nghĩa là nói đến tứ đế, nói đến bốn sự thật đó. Thì qua đây chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời với cái thời gian trong cái bài kinh hôm nay, mặc dù cũng có cố gắng nhưng mà cũng không thào nào giảng hết, với là cái sự trình bày của mình lột hết những cái ý nghĩa. Còn thời gian còn lại đó thì để chư tăng cũng như là chư tôn đức thảo luận bàn sâu rộng thêm về cái bài học hôm nay để chúng ta được lợi lạc. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Tân. Bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Sư Nguyên Thông, có một số người học Phật đó, thì họ không để ý đến cái khổ và sự gì khổ. Hoàn toàn có ý, không nghĩ gì về sự khổ hết, mà tu để cho vui thôi. Ví dụ vô chùa thì vui, rồi vô chùa rồi muốn được cất chùa, chùa to, Phật lớn, rồi sinh hoạt lễ hội này nọ. Tức là họ nghĩ đến những cái vui thôi, nhưng mà họ không có nghĩ rằng mình tu là để liễu ngộ sự khổ của thế gian và mình thoát khổ. Thì không, nếu người tu vui mà không nghĩ đến cái khổ có vấn đề gì không? Mình cứ cho rằng người đó may mắn đi,
cuộc đời rất là vui. Thì kính thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Sư Phụ, con tuân lĩnh Sư Phụ. Có góp ý cho câu thảo luận số 1, hỏi rằng nếu một người tu học Phật Pháp chỉ quan tâm đến những gì mình thích mà không nghĩ gì đến sự khổ và thoát khổ thì vấn đề có gì, thì có vấn đề gì không? Kính thưa Sư Phụ, đây là một cái vấn đề mà con thấy rằng nếu mà người Phật tử hay là bất kỳ người nào mà nghĩ rằng đi vô để nghe Pháp, để mà hoặc là tìm biết cái gì mới lạ, nhưng mà nếu người đó là một người có một chút trí tuệ, một chút trí tuệ thôi, và một người đã nghe, nếu mà nghe một cách là chăm chú và để tìm hiểu đó, thì cái đó con nghĩ là rất có ích lợi cho vị ấy. Là bởi vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là con nghĩ đó là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Tham Ma, mà vì Đức Phật giảng dạy cho nó là Buddha Tham Ma, là cái chân lý tuyệt đối. Mà một người giàu ngu si cách mấy mà nếu mà nghe được cái chân lý tuyệt đối là trên trần gian này nó có một cái chân lý, mà cái chân lý đó là không phải Đức Phật Thích Ca đặt ra, mà cái chân lý đó là một cái sự thật, cho nên gọi là chân lý. Mà cái chữ the true đó, mà chữ true đó phải là dứt qua, gọi là chân lý tuyệt đối mà không ai làm ra. Là chân lý tuyệt đối là gì? Là đời là khổ. Mà tại sao là khổ? Là tại vì nó vô thường. Rồi mà muốn hết khổ thì sao? Thì bỏ đi cái tham là cái tham ái của con người đấy, thì hết khổ. Thì đó là cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã do cái công năng tu hành 20 A Tăng Tỳ Kiếp ngài khám phá ra. Cho nên cái người nào mà được may mắn được vô cái room này mà nghe sư phụ và nghe sư bá tiểu siêu, hay là thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Tri vân vân mà giảng, thì đó là một cái may mắn vô cùng cho người đó. Là bởi vì người đó chỉ cần quan sát. Thí dụ bây giờ con là người ngu si, mà về con quan sát con thấy bây giờ da con nhăn, mắt lời, tai điếc, sức khỏe không còn minh mẫn như hồi xưa, mà giọng nói thì nó cũng thể cũng sẽ nó yếu đi, nó không còn linh hoạt như hồi 20, 30. Thì biết rằng đó là cái vô thường. Rồi một ngày nào nữa con sẽ chết, mà có thể là sau khi nói xong cái ngày này lăn đùng mà chết. Thì tại sao con là 81 tuổi rồi mà một người đã đến 60, 70, 80 thì có thể bất chết bất kỳ lúc nào mà không có ai đoán biết trước được. Thì bởi vậy kính thưa sư phụ, một cái câu hỏi của sư phụ là nếu một người tu học Phật Pháp chỉ quan tâm đến những gì mình thích, thích là thích nghe đó, mà quan tâm tức là suy nghĩ, suy nghĩ thì biết rằng giáo Thế Tôn giảng dạy ra trên đời này, cái sự xuất hiện của Thế Tôn chỉ nói hai điều thôi, là thế gian này là khổ và ngài chỉ cho con đường thoát khổ, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì nếu mà người đó lắng nghe như vậy thì thấy rằng cuộc đời này là khổ và có con đường thoát khổ như vậy, thì người đó mừng húm để mà lắng nghe nữa, và người đó sẽ không bao giờ rời bỏ cái room này. Bởi vậy cho nên cái câu thảo luận số 1 này là một điều mà có thể nói là một cái antidote, một cái antidote cho tất cả những cái bệnh khổ trên trần gian này. Antidote là gì? Là biết trần gian này khổ, và antidote là một cái bài thuốc để chống được tất cả những cái gì mà đau khổ trên trần gian này. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, chúng ta đã may mắn đã được vào room lớp này. Mà cái room này đặc biệt là không có thứ bảy chủ nhật, không có vacation, không có holidays. Bất kỳ ngày nào cũng đều có một số Phật tử kỳ cựu có đầy đủ tinh tấn mà siêng năng tu học. Mà có những người mà giảng sư cũng như những cô, ví dụ như cô Phong Lan, cô Nhật Quỳnh, cô Lăng và Nguyệt vào đây mà hàng ngày phục vụ đạo tràng này, thì con thấy đó là một điều mà may mắn cho tất cả những Phật tử có mặt vào trong này. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái câu hỏi của sư phụ là nếu một người nào mà tu học Phật Pháp chỉ quan tâm đến những gì mình thích, là bởi vì mà học Phật Pháp mà mình thích đó, thì đó là cái may mắn cho một người hành giả đó. Bởi vì thích thì nghe, mà nghe là nếu mà nghe giáo Pháp mà đã thích rồi đó,
thì sẽ cảm giác được có cái mà Đức Phật gọi là cái vị ngọt của giáo pháp. Cho nên người đó sẽ không bao giờ rời cái room này và sẽ hằng ngày vào lắng nghe và tri ân Thế Tôn và tri ân giáo pháp của Ngài và tri ân chư vị giảng sư đã giảng dạy trong room này. Vì vậy cho thấy là một người mà tu học Phật pháp chỉ quan tâm đến những gì mình thích mà không nghĩ đến sự khổ và thoát khổ thì có vấn đề gì không? Nếu một người đó mà vào room đó mà không hiểu cái gì cả và không có chú tâm quan sát thì những người đó là xui xẻo cho họ, là bởi vì họ không chú ý lắng nghe. Mà một người nào mà vào đây mà chú ý, chú tâm lắng nghe, mà hiểu biết được rằng Thế Tôn Ngài đã bỏ một thời gian, một cái thời gian của Ngài bỏ đó, trong kinh sách để lại là 20 A Tăng thì kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Mà thí dụ như cái kiếp trái mà chúng ta đang sống này á, thì Đức Phật giảng dạy là chỉ chứa được có 5 vị chánh biến tri, mà Ngài chính là vị chánh biến tri thứ tư. Còn Ngài, người mà chánh biến tri thứ năm là Ngài Mấy Trái Giá. Là Ngài Trái Giá, nhưng mà cái sự xuất hiện của một Thế Tôn, từ Thế Tôn này đến Thế Tôn khác là một khoảng thời gian không thể lường được. Từ 10 A Tăng tỳ kiếp đến 20 A Tăng tỳ kiếp. Nghĩa là khi mà tuổi thọ của con người hiện tại bây giờ là 75 tuổi, là trung bình, có thể người có 100, 125 tuổi, có thể người có 50, 40, 30, 20, hoặc là mới vừa mang thai trong bụng rồi chết đi, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái từ Ngài Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp thì tuổi thọ đó con được hiểu rằng đó, dạ cảm ơn, dạ, thì hồi đó là 100, rồi bây giờ là 2500, cứ mỗi 100 năm thì mất đi một tuổi, thì giờ còn 65 tuổi, còn 7 tuổi. Và vì vậy cho nên, kính thưa sư phụ, trong kinh sách nói rằng khi mà tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, con người ta sống lâu quá thì họ không chuyên năng tu học. Mà khi mà con người ta thấy cái chết trước mắt thì con người ta mới giật mình tu học. Vì vậy có hy vọng là tất cả chư vị Phật tử trong room này cố gắng tu hành, là bởi vì cái tuổi thọ chúng ta không dài, không nhiều. Vì vậy cho nên là cái câu hỏi này rất có hữu ích cho tất cả Phật tử trong room này. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những gì mà con nói không đủ. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thuộc cái chuyện sư Nguyên Thục bạch sư thật thời xưa sư Tổ Quang Hỷ giải là khi mà chúng ta có cái thắc mắc về thời gian và không gian của thế giới, và thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới là vô thường hay thường hằng, thì cái gì thế giới chỉ lô cá ở đây đó được hiểu như thế nào? Có phải là ở trong tam giới như dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là một hệ thống thế giới này, hệ thống thế giới kia, vân vân? Thì xin thỉnh sư tổ qua nghĩ giải chữ lô cá ở trong cái ngữ cảnh này, tại đây, ở trong 10 câu cổ điển này, kính cùng thỉnh sư tổ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa Phật tử, trước hết thì chúng ta nên biết cái chữ lô cá. Thế giới, thế gian hay là đời, ở đây trong chú giải nó có ba cái loại thế giới. Sattaloka tức là cái thế giới hữu tình, là chỉ cho chúng sanh. Thứ hai
Akasaloka, tức là cái thế giới không gian. Đó là chỉ cho 31 cõi mà chúng sanh đường trú. Và thứ ba gọi là Avisankharaloka, tức là cái thế giới nói đến cái sự hoạt động nên nhờ hòa thượng tịnh sử ngài có làm ra một cái câu văn lục bát. Đời là người, là chỉ cho chúng sanh. Đời là người cõi với hành vi, rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Thì chữ đời ở đây phải hiểu chỉ cho chúng sanh, tức là những hạng người cõi, 31 cõi với hành vi, tức là cái sự hoạt động của các pháp hữu vi. Ở đây trong câu mà Sassato Lokotiva, Sassato Lokotiva hay là Antawa Lokoti Anantawa, thế giới là thường hay không thường, thế giới là hữu biên hay là vô biên, thì ở đây cái chữ Loka trong trường hợp này là để chỉ cho Akasaloka, tức là chỉ cho cái thế giới không gian, tức là nói về các cõi. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như vậy, bởi vì cái gọi là thường hay không thường, vô biên hay là hữu biên thì chỉ có không gian mới là không, vô biên hữu biên thôi. Còn nếu như đặt cái vấn đề, một cái câu hỏi là chúng sanh tồn tại hay không, còn hay không còn sau khi chết, thì lúc đó mình chỉ cho chúng sanh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thời Siêu. Bạch Thượng Tọa Thời Siêu, thỉnh Thượng Tọa trả lời một câu nữa rồi Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thời Siêu, chúng ta nghe ở đây Đức Phật Ngài có một cái tập chú rất là rõ ràng, là những gì mà Ngài dạy đó, nó đều có một cái mục đích là làm cho chúng sanh hiểu về sự khổ và biết về con đường thoát khổ, sự khổ và con đường thoát khổ. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta học vào kho tàng kinh điển mênh mông của Phật Pháp, có đôi lúc mà chúng ta cảm tưởng như là có một số những cái phần của giáo Pháp mà không hề có, nhìn như là không có liên quan gì tới sự tu tập giải thoát hết. Và ví dụ như ở trong Thắng Pháp thì chúng ta học là một tâm có bao nhiêu thuộc tánh bao nhiêu tâm, hay là sắc thì có sắc y sinh, rồi có những cái sắc
tứ đại rồi y sinh có những cái vân vân sắc bất ly chẳng hạn, tám sắc bất ly, những cái khái niệm đó thì có nhiều người nói ô mình học này giống thuộc khoa học thôi, học để chơi thêm kiến văn thôi, chứ nó không có thực sự có giá trị giải thoát. Và có nhiều người từ chối không học những điều đó, và thậm chí là nói những điều đó học như là học ở trên cây vậy thôi, chứ không có, không có thực tiễn ở dưới mặt đất này. Thì tôi có thể giải thích là những có nhiều cái môn học mà nó có tất cả li chi hay là nó có những điều mà gần như không liên quan đến giải thoát hết, nhưng mà tại sao vẫn được Đức Phật giảng dạy? Kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, nói một cách đại loại thì giáo pháp được Đức Phật trình bày trong hai cái khái niệm là sự khổ và sự diệt khổ. Nhưng mà bây giờ muốn hiểu được cái sự khổ không phải là chỉ biết đến cái sự buồn bã âu sầu hay là thân đau đớn nhức nhối, không phải chỉ đơn giản là như vậy. Mà trong cái thân của quẩn này có sắc thọ tưởng hình thức, tính của nó là khổ, là bởi vì nó có tính chất vô thường. Dân anh đi chăng tăng đức khẳng, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Mà muốn thấy cái sự vô thường thì phải biết được cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi, cấu tạo của pháp hữu vi. Cho nên khi mà chúng ta học như riêng về học tánh pháp, có những điều được phân tích tỉ mỉ, thọ khe thì như là không có giá trị gì cho sự tu tập. Nhưng thật ra thưa quý vị, khi mình học về danh pháp, về sắc pháp, danh pháp nó có những cái, nó có bốn danh quẩn, nó phải tương tác với nhau. Thì khi mà chúng ta thấy rõ điều đó thì chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi được gọi là hữu vi sankhara, là pháp đó nó bị tạo tác bởi nhân duyên, bởi duyên.
Và khi một cái trạng thái tâm sanh khởi, thí dụ ở trong đó nó có sự phối hợp của thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn, thì một cái sắc na tâm sanh khởi, nó có thọ quẩn, hành quẩn, mà hành quẩn thì không thể nào mà gom một con hành quẩn mà chúng ta nói khơi như vậy được, là bởi vì cái tâm thiện, cái hành quẩn nó khác, và tâm bất thiện, cái hành quẩn nó có khác một chút. Cho nên học về những cái tâm sở phối hợp với tâm, chúng ta tính ra thì thoạt đầu chúng ta thấy nó không có, gần như là không có giá trị gì hết. Nhưng mà chúng ta đừng có vội, mà chúng ta phải học nhiều để chúng ta hiểu biết điều đó, rồi đến khi mà chúng ta thông suốt được, chúng ta bỏ qua những cái con số đó, những cái cách tính đó, những cái từ ngữ đó, cho đến khi mà chúng ta ngồi lại bắt đầu chúng ta tu tập, chúng ta quán về cái thân ngũ quẩn này, thì thưa quý vị, nó rõ lắm. Chúng ta thấy cái sự vô thường rất là rõ, bởi vì nó được cấu tạo bởi các nhân duyên. Cái điều đó có lợi chứ, chứ không phải là không có lợi ích khi mà chúng ta học về cái cách trình bày vĩ mô ở trong thắng pháp, nó có lợi. Thực ra nếu như mà ai phủ nhận tám pháp là nói vô ích, nói trên ngọn cây, người đó là phỉ báng pháp, thì báng Phật. Trong 84.000 pháp môn tạng kinh, 21.000 pháp môn tạng luật, 21.000 pháp môn, còn lại 42.000 pháp môn đó là cái dung lượng của tạng thắng pháp. Mà mình nói như thế đó thì không lẽ Đức Thế Tôn Ngài nói vô ích hết phân nửa cái số lượng của giáo lý, số lượng pháp môn của giáo lý. Cái chuyện này là cái chuyện mà không thể nào mà chúng ta chấp nhận được. Hãy Đức Thế Tôn Ngài thuyết thì tất nhiên những gì mà nó đúng với chân lý, nó có liên hệ đến mục đích giải thoát, thì Đức Thế Tôn Ngài nói điều đó. Nếu mà chúng sanh thích nghe thì Ngài thường nói, còn nếu mà chúng sanh không có thích nghe thì Ngài sẽ tùy duyên là biết thời để mà nói những cái pháp đó. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Thích Đẳng vừa nêu mà buồn với thầy. Sa thú kính tri Thượng Tọa Thầy Siêu, thánh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được đề cập đến về những điều mà chúng ta gọi là 10 câu hỏi cổ điển, mà có lẽ là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ở trong kinh tạng. Khi mà đề cập đến những điều mà Đức Phật Ngài không có trả lời, thì chúng vì trong 10 câu hỏi này thì có 2 câu là về
Chúng ta nói về thời gian, hai câu nói về không gian, hai câu với nói về nhất thể hay nhị thể của sự sống và thân thể, và bốn câu còn lại đó thì là bốn câu nói về một vị đã viên mãn giải thoát đó. Thì sao sự viên mãn giải thoát là gì? Thì thứ nhất là cái câu mà thế giới là thường hằng hay không thường hằng, thì ở đây không có phải là nói về sự vô thường bình thường như chúng ta nói, ví dụ như là trời đất buổi sáng có buổi tối, rồi có xuân hạ thu đông, thì cái sự thay đổi đó người ta không nói tại đây. Ở đây không phải là câu hỏi thế giới là thường hay là vô thường, mà khi mình nói đó thường hằng hay không thường hằng đó, đó là trong cái dòng sanh tử luân hồi của chúng sanh, nó có phải chăng là đến một cái thời nào đó tất cả chúng sanh đều được giải thoát, không còn cái biển khổ trầm luân ngày nữa, giờ biển khổ trầm luân đã cạn rồi, không còn có những cái hiện tượng mặt trăng mặt trời người cõi, không còn có hiện tượng chúng sanh có khổ lạc ưu hỷ xả nữa, vân vân. Thật ra thì ý niệm này có tìm thấy trong văn hóa Phật giáo Bắc truyền. Thí dụ như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài nguyện rằng nếu mà tất cả chúng sanh chưa thành Phật thì ngài không thành Phật. Thì như vậy là ở trong đó hàm ý rằng ngài sẽ là người thành Phật sau cùng, khi mà tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi. Nhưng trong đó cũng có cái hàm ý rằng một ngày nào đó tất cả chúng sanh sẽ giải thoát, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc chống hoặc dậy. Thì có nhiều vị, kể cả chư Tăng Nam Tông, có một lời phản bác ngược lại. Đó là biển cả trầm luân không bao giờ kết thúc hết, mà nó sẽ mãi mãi như vậy. Thì chúng tôi thưa rằng cả hai câu khẳng định là về thời gian vô tận, thời gian không bao giờ chấm dứt hay thời gian chấm dứt hết, đều nó không phải là câu trả lời của Đức Phật. Chúng ta phải rất là cẩn trọng về điểm này. Kinh Phật không có nói rằng cuộc trầm luân sanh tử của chúng sanh, sự hiện hữu của người có nghiệp, nó sẽ là mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Mà Kinh Phật cũng không nói rằng có một thời điểm nào đó ở tương lai tất cả sẽ được chấm dứt. Không có. Đức Phật không trả lời câu này. Chúng ta đừng cố gắng trả lời, tại vì chúng ta trả lời như vậy là đi ngược về trong kinh. Và điều này là điều tế nhị thôi. Điều rất là tế nhị, bởi vì thường thường bên này cãi qua bên kia cãi lại đó, thì chúng ta hay lọt vào hai điều khẳng định, và cả hai điều khẳng định đó đều không có trong kinh điển của Đạo Phật hết. Nói về không gian thì là thế giới này là hữu biên hay vô biên, thì cái thế giới ở đây chúng ta nói rất là rộng. Mỗi một cái tiểu thế giới thì nằm ở trong một cái trung thiên thế giới. Ở trong trung thiên thế giới có nhiều trung thiên giới nhập lại đại thiên thế giới. Và ngoài những đại thiên thế giới thì nó còn có nhiều thế giới nữa. Thì có thể đi đến một mức độ nào đó mà không có thế giới không? Không còn nữa, tức là vũ trụ. Chữ lưu cá đi chúng ta hiểu là cosmos, là vũ trụ á, vũ trụ. Đó là biên giới vũ trụ, ngoài đó biên giới không còn gì nữa. Thì người ta sẽ hỏi rằng ngoài biên giới là cái gì? Dạ, ngoài biên giới là gì? Nếu ngoài biên giới không có gì á, thì là thế giới là hữu biên. Còn nếu mà đi hoài còn hoài đó, thế giới là vô biên. Thì câu trả lời này Đức Phật cũng không có trả lời. Dạ. Dĩ nhiên là có một số người cố gắng nói rằng thời gian là hữu biên, thời gian là vô biên. Và cũng có cách nói rất là thi vị là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Thì cả cái ý niệm mà thế giới là hữu biên, thế giới là không thường hằng, với câu nói là không gian vô cùng, thời gian vô tận, cả hai câu nói đó đều không có được sự khẳng định, được sự khẳng định theo Phật Pháp. Và chúng ta nhớ rằng Đức Phật không trả lời câu này.
Và bây giờ câu thứ ba đó nói về sự sống và thân thể là một hay là hai. Nếu sự sống và thân thể là một đó, thì người ta nói rằng khi sự sống không còn nữa thì cái thân này nó là một xác chết. Dạ, đây là xác chết. Như vậy là sự sống với thân là hai. Hoặc giả là họ nói thân thể và sự sống là một. Thì lúc nào còn sự sống thì lúc đó phải còn cái thân này. Nói một cách khác là trong đạo Phật thì có đề cập đến một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là căn cảnh và thức. Nó có một sự phối ngộ với nhau. Có căn, có cảnh, có thức. Ví dụ là nhãn thức, tức là cái biết của con mắt, nó có nhãn căn và có cảnh sắc. Nếu cảnh sắc nó mờ thì con mắt không thấy rõ. Và nếu con mắt mà nó bị hư hoại, nhãn căn nó mờ thì nhãn thức nó không thấy rõ. Thì như vậy Đạo Phật dạy rằng những cái hiện tượng mà chúng ta thấy như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì thật nó là một sự hỗn hợp của yếu tố bên ngoài, đó là cảnh. Cảnh đó là sắc thân kiến vị xúc pháp. Của cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và của thức, tức là nhãn thức, chỉ thức, là cái biết của mắt, cái biết của tai. Thì căn cảnh thức thì gặp nhau đó thì không thể nói rằng nó ở đâu nó là hai, nó là một. Chúng ta lấy hai cái ví dụ, một ở trong kinh và một trong kinh Phật và một ở trong trong sách xưa của người Trung Hoa. Có người hỏi nữa là cái chuông và cái dùi, hỏi âm thanh nằm ở đâu, âm thanh nằm ở cái chuông hay âm thanh nằm ở cái dùi. Nếu mà âm thanh nằm ở cái chuông mà không có cái dùi, bây giờ mình lấy một tấm vải mình gõ vào ở trong cái chuông thì cái chuông có nghe tiếng không? Thì như vậy là cái dùi nó liệu có quan trọng như vậy là âm thanh nằm ở cái dùi hay là âm thanh nằm ở dùi. Nếu lấy cái dùi mà mình gõ vào trong một cái vật thể bằng đất thì nó đâu có ngân như gõ rõ vào cái chuông. Thì về âm thanh nằm ở đâu thì theo trong kinh Phật thì không nên nói âm thanh nằm ở cái chuông, không nên nói âm thanh nằm ở cái dùi, mà cái chuông đó là một vật thể bằng kim loại, cái dùi đó là một cái cây cứng, và một cái hành động khác là hồng đảnh gõ, một hành động gõ. Thì có gõ, có dùi, có chuông thì tạo thành âm thanh. Như vậy âm thanh đó là một cái kết quả sản sinh ra do nhiều yếu tố gặp lại. Không nên nói rằng âm thanh đó nằm ở cái dùi, âm thanh đó nằm ở cái chuông, âm thanh gõ. Nói như vậy rất là phiến diện. Cái vấn đề này là vấn đề khó hiểu nhất ở trong Phật Pháp. Hay là ở trong kinh Vayasi, kinh Tề Túc á, thì vua Vayasi nói rằng người ta tin là có linh hồn, tin là có tâm thức, nhưng mà có những tội nhân mà phạm một tội tử hình đó, thì nhà vua cho xẻo ra từng phần của thân thể, lóc từng miếng thịt, xả từng bộ xương, không thấy tâm thức ở đâu hết. Thì ngài Kumarakassapa, ngài nói như vậy, ngài nói rằng điều đó nó giống như một kẻ chăn trâu vậy đó. Đứng ở xa thấy có một người cầm cái tù va để thổi. Tù va tức là loại càng mà bằng vỏ ốc, có loại vỏ ốc lớn lắm. Người ta gắn vào trong đó một chút kim loại, một ống kim loại để họ thổi, để gọi là cái tù va. Thì khi mà cái người biết thổi, thổi cái âm thanh rất là hay. Và thì cái đứa chăn trâu nó nghĩ rằng ở trong cái tù va đã có cái thanh âm gì rất là đặc biệt. Và bây giờ mình làm sao tìm được thanh âm đó. Nó lựa khi mà cái người thổi tù va, bỏ cái tù va ở đâu đó, thì nó đến nó ăn cắp cái tù va đó, nó đập ra. Dạ, nó đập tan nát cái tù va ra để nó tìm cái âm thanh. Nhưng mà chúng ta không thể
chúng ta không thể nào đập cái tù và ra tìm được âm thanh đâu. Tại vì sao vậy? Cái âm thanh hay mà chúng ta nghe được tiếng kèn tù và đó, nó là một cái sự phối hợp của cái nghệ thuật thổi, tức là cái khả năng thổi của cái sức thổi và của tù và nó phối hợp lại. Thì không nên nói rằng âm thanh nó nằm ở đâu. Thì bây giờ khi mà người ta nói rằng sự sống đó, nó phải là cái nằm ở thân hay không, thì thân, cái mà gọi là thân của chúng ta, chúng ta được tạm hiểu đó, nó chỉ là một cái yếu tố, một cái thành tố của căn cảnh và thức, ở đó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có các thần kinh v.v. Bảo rằng cuộc sống của chúng ta không liên hệ gì đến thân, nó riêng biệt thì cũng không phải, mà nó hoàn toàn là thân cũng không phải. Và dĩ nhiên là ở trong nó có nhiều yếu tính mà chúng ta không thể giải thích một cách bình thường được. Thành ra Đức Phật này cũng không nói rằng sự sống với thân đó là một hay là hai. Đức Phật không trả lời như vậy. Bây giờ có bốn cái câu sau cùng là Như Lai có tồn tại sau khi mất. Có phải Như Lai không tồn tại sau khi mất? Như Lai vừa tồn tại và vừa không tồn tại sau khi mất. Như Lai không vừa tồn tại và cũng không tồn tại sau khi mất. Dạ, chúng ta gọi là tứ khu bất phi. Sở dĩ có đưa ra phần này ra bốn câu á, là tại vì người ta tin rằng với bốn câu này thì chắc chắn phải có một câu đúng trên phương diện lý luận là như vậy. Có một lần Anuruddha đi khất thực vào trong thành Vương Xá, và có một du sĩ ngoại đạo nêu lên câu này, và tôn giả trả lời là Đức Thế Tôn không trả lời là Như Lai có tồn tại, Như Lai không tồn tại, Như Lai vừa có tồn tại vừa không tồn tại, Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi mất. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài thì xác nhận là tôn giả Anuruddha đã trả lời đúng, nhưng mà ngài cũng dạy thêm rằng là có thể tìm Như Lai ở sắc quẩn không, và không Như Lai thọ quẩn không, Như Lai tưởng quẩn không, Như Lai hành quẩn không, Như Lai thức quẩn không. Và thì như vậy là không nên nói là Như Lai có tồn tại như hay Như Lai không tồn tại, hay là nói rằng Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay là vừa không tồn tại mà vừa không tồn tại sau khi mất. Tức là như vậy là có những vấn đề đặt nó không đúng chỗ và hỏi nó không đúng chỗ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta đọc câu chuyện về con cá và con rùa. Con rùa thỉnh thoảng nó đi rời khỏi nước để lên đất liền và để trở về. Và con cá hỏi con rùa về đất liền là thế nào. Thì con cá hỏi là đất liền có thể bơi lội tung tăng trong đó không? Nó không. Đất liền nó như thế này, như thế kia không? Mặt đất thế này kia, con rùa trả lời là không. Thì chỉ có thể trả lời là không với tất cả những gì mà con cá đưa ra. Nhưng mà con rùa không thể diễn tả mặt đất cho con cá được. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là một thế giới hoàn toàn khác với cái thủy tánh mà con cá nó quen rồi. Con cá nó chỉ hiểu một cái môi trường tồn tại là qua thủy tánh, còn vượt khỏi thủy tánh lên đất liền, lên mặt đất thì nó không hiểu được. Thì Đức Phật dạy rằng tất cả cho hiểu Đức Phật ở sắc, ở thọ, ở tưởng, cái hình thức. Ví dụ như về sắc, Đức Phật là có 32 đại trượng phu tướng, Đức Phật là tướng hảo quang minh. Về thọ, về tưởng, về hành, về thức, Đức Thế Tôn như thế này kia. Nhưng mà thật ra ở đó không thể gọi là Như Lai. Và nếu không thể hiểu Như Lai ở sắc, ở thọ, ở tưởng, ở hành, ở thức, thì bảo rằng có một Như Lai thế này thì kia ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì không phải. Dạ. Bây giờ chúng tôi lấy một cái vụ khác thưa quý vị, là khi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có nghĩ nhiều về một cái thế giới mình đang sống. Dạ. Thế giới đang sống. Và đọc sách rồi nghĩ về thế giới khác, nhưng mà
thú thật mà nói, bằng cái thế giới mà ngày hôm nay chúng ta sống bằng Internet, ở trong thế giới đó, mà bây giờ khi chúng tôi mới vào chùa nói rằng ở trong tương lai có thể ngồi sinh hoạt Phật Pháp với Phật tử khắp các châu lục, bên Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, v.v. Thì ra chúng tôi tưởng tượng không ra. Đúng là tưởng tượng không ra. Hay hoặc giả là nói rằng có một ngày nào đó mình mua đồ mà không cần phải đến tiệm, mà mình chỉ gọi lục cục ở trên bằng khi mà bàn phím rồi rồi ta gửi đồ đến nhà mình, mình cũng tưởng tượng không ra. Hay hoặc giả là mình nói rằng mình thi chụp một tấm hình, rồi từ tấm hình đó chúng tôi chụp ở đây gửi cho Thượng Tọa Tự Siêu, nói rằng ô, ở chùa làm lễ dân y như vậy, Thượng Tọa Tự Siêu trong tích tắc là đã có thể biết được ở chùa được trang trí như thế nào trên bàn Phật, vân vân, thì chứng cũng không ra. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc mà chúng tôi sanh ra đời và ở cái tuổi mới lớn lên đó, thì chưa có Internet, và bây giờ lúc mà diễn đãi mấy cái bối cảnh bây giờ thì không hiểu được, và rất là khó hiểu. Do vậy chúng ta nói như vậy là trong 10 câu hỏi cổ điển này đó, hoặc giả là nó bị giới hạn bởi sự bất định. Và bất định ở đây tức là nó có thể như thế này và có thể như thế kia, hoặc giả nó là một sự hỗn hợp mà không thể trả lời một chiều, hoặc giả là nó vượt ngoài tất cả những phạm trù siêu định. Và nếu mà chúng ta không có nhận ra điều này đó, và chúng ta luôn luôn cố gắng trả lời, thì có vấn đề. Vấn đề nó sẽ rơi vào trong cái gọi là điên đảo vọng tưởng, hay là giống như ông bà chúng ta hay nói là tưởng lượng tử vôi á, trong tưởng tượng chứ là chúng ta tưởng tượng mà đến mức độ nó quá độ, nó sanh ra nó bệnh hoạn. Thành Đức Phật này không trả lời. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, là bây giờ khi mà đề cập đến sự tu tập thì Đức Phật ngài dùng là đây là khổ, và tu tập là để diệt khổ. Khổ và sự diệt khổ là hai khái niệm chúng ta rất là dễ biết, nhưng mà gọi là đây là khổ, đây là niết bàn, thì thật ra niết bàn rất là khó biết. Một cái khái niệm mà chúng ta chỉ có thể biết một cách chân mực, đó là sự diệt khổ, mặc dù diệt khổ là niết bàn. Dạ, nhưng mà thật ra khổ. Bây giờ một người cha mẹ dẫn con đi vượt biên, và lúc đó đất nước đang bị bao nhiêu là khổ ải, dẫn việc con vượt biên, thì nếu con hỏi tại sao mình phải rời quê cha đất cội tổ, tại sao đi vượt biên, thì chỉ có thể nói với con rằng chúng ta đang bị khổ quá, nhà cửa bị tịch biên, rồi bị bắt bớ, bị thế này kia, không có tự do, thì bây giờ chúng ta đi vượt biên để thoát khổ. Nhưng mà hỏi rằng sau khi mình vượt biên rồi ra nước ngoài sẽ ra sao, thì thật ra khó hình dung được. Chỉ biết hiện tại là được thoát khổ thôi. Bởi vì trong cái ở đây đó là một điều mà Đức Phật ngài nói lên cái tinh thần thực tiễn trong đời sống. Bị một cái mũi tên thì chuyện quan trọng là nhổ mũi tên đó, ngăn chặn cái sự lan rộng của độc chất, và đồng thời băng bó vết thương lại. Đó là việc cấp thiết. Cái tính cấp thiết đó nó đưa chúng ta về thực tại, làm những gì cần phải làm, chứ không phải ngồi đó để mà tán rộng tán hẹp, không phải là suy nghĩ viển vông, và không phải là để thỏa mãn tri thức. Đức Phật ngài không diễn dạy cho chúng ta tu tập, mà ngài còn dạy chúng ta cái thái độ để nhìn vào cuộc sống. Và chính cái thái độ thực tiễn nó là thái độ hợp tình hợp lý nhất. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thưa quý vị có rất nhiều cái điên đảo, và đa phần cái điên đảo là do cái phe phái, do cái ý thức hệ mà người ta quên đi cái thực tiễn. Nếu người ta nghĩ đến sự thực tiễn đó, thì người ta sẽ bớt đi những cái điên đảo đó. Và thông thường chúng ta gặp chuyện đó rất là nhiều, đặc biệt là những người mà phiền não, những người phiền não chuyện này chuyện kia, thường là họ không có nhìn vấn đề một cách thực tiễn, mà họ suy diễn, và suy diễn lâu ngày họ trở nên điên đảo.
Chúng ta xin kết thúc chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Đức Đạt Ma. Kính Thiên Chư Tăng đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tổng thủ trưởng. Kính chúc tất cả một ngày an lành, đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tông Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sướng ơn quý là yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn quý ngài và quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.